Trời lên lên. Còn hai con gì ta? Rút lên. Đúng rồi. Trời. Mẫn đi thăm vấn, cô chú đi thăm vấn với Mẫn nha. Mẫn đi thăm buổi chiều nè, chiều mát. Không biết thì vấn hôm nay cái gì vậy? Ủa? Trúng cái lá hả? Tưởng là nó bị cái gì chứ? Tưởng nông đen nó bị gì? Ruộng xa hè nhà Mẫn đó thì người ta cắt hết rồi, nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa biết là khi nào xạ nữa. Trời ơi, vớn treo hết trên trời hết rồi, để lát nữa vẫn buộc thấp thấp xuống dưới mới được. Quá chừng rồi, cao quá ông ơi. Sao dữ vậy? Tính là người ta bơm nước vô mà không thấy người ta bơm. Cái lá này nó mất lắm. Ê, quá cao rồi, chổng lên trời không luôn. Chổng lên trời hết trơn rồi. Trời ơi, nước ở dưới lạnh dữ ta. Lạnh tanh luôn á. Trôi xuống lại thấy gì ta? Hình như bạn phát hiện có cá lau kiến hay sao? Đây đây đây, cái gì đây? Cá lau kiến thiệt mà. Tét đi cô chú. Có tét. Cá rô, cá lau kiến. Cỡ này nước không có ra vô cho nên là không có mong cầu là dính cá nhiều. Thánh thần ơi con cá này. Cô chú nhìn này, nó cục có một khúc mà nó ú nu luôn á. Nó ú cực kỳ luôn. Nhỏ mà ú. Để muốn bột thấp ở dưới lại. Có cảm giác như còn sót con cá gì ta. Quay rồi nó quay em đây. Thêm dặn. Cá lau kiến không à. Ụt vậy chứ không có cá bự. Ụt vậy mà toàn cá lau kiến không. Rồi xong một cái. Cá chốt rồi. Chuyến này. À, nói đâu ngay đi, cá chốt nó nhỏ không mà chứ không có con bự. Được rồi, đó. Trời ơi. Nó mới vô. Đang thui luôn nè. Mà nó hai đầu cũng được luôn. Đây, để Mẫn thọt thử coi nó chạy ra không nha. Mẫn nghĩ là cá chốt rồi đó. Để Mẫn thọt đầu này cô chú coi cái đầu bên kia. Hay là nó chạy ra ngoài ta hay sao dữ vậy?
ba ngách luôn hả? Trời ơi. Sợi dây kìa mà mẫn không dám nói. Giờ có ếch thì kìa, nếu mà không có con ếch thì không biết sao luôn rồi nha. Không lẽ mẫn làm sao? Trời ơi con nè, cái gì mà con vòng ở đây vậy? Ôi lỗ nè, quá trời lỗ to luôn. À bên đây một lỗ nè, đây một lỗ, đây một lỗ. Lồ nữa chứ, bởi vậy để mong bắt con cá thao kiến ra nha. Trời ơi con đó bự nè. À hai con cá thao kiến luôn, hai con cá thao kiến luôn. Rồi ếch đen đen đen. Một bạn. Bạn số 2. Thường thường ta buộc ếch. À đúng rồi, ta buộc cái đầu bên đây, đầu bên kia vẫn thấy ngoài chợ buộc như vậy á. Không vuột đâu. Trời ơi im quá, im quá cô chú ơi. Mở đây chắc không nhảy đâu ha. Mở ra đổ cá lồng tông ra, cá lồng tông quá trời nè. Mẫn lặt cá lồng tông nè, mẫn lặt sạch luôn cái mẫn, mẫn bỏ tủ lạnh nha cô chú. Cái vài bữa nước cậu mẫn qua mẫn cho cậu đây về ăn. Cá lồng tông bự nó ở ngoài kìa, quá bự luôn. Ê, trời ơi quên. Vậy
Rồi xong luôn, khỏi luôn. Khỏi đen ơi luôn. Chiều về mẹ la luôn. Ơ à, cái này. Ôi chụp kìa. Cưng dễ sợ. Xíu nữa à, vẫn gom ba lục bình, vẫn dọn ba lục bình đấy được. Dục sơ ngang nhau. Chứ bơi xuồng bơi không nổi, quá nặng. Cô chú có nghe tiếng ếch không? Người ta đang túc ếch á. Dời nữa nè. Càng ngày nó càng mấy. Thank you.
rồi. Hình như ngập hết một con ếch này, khó ếch luôn cô chú. Ngập hết một con này. Ôi thiệt mà cô chú ơi, con nè. Không phải là ngợp nữa mà do là Mận không có đi thăm á. Ê trời ơi, chưa. Không biết rồi. Cua nhiều quá, cua kẹp. Ơi. Trời, thôi ta được 4 con luôn rồi. Không. Không thôi ta được 5 con luôn rồi. Tự nhiên đi kẹp với người ta làm chi à. Một nồi ếch luôn. Yeah.
cô chú ơi, ếch nấu canh chua. Giờ mẫn không có quay đầu xuồng mà mẫn bơi như vậy về luôn, chịu khó mẫn bơi xíu để mẫn khoe với cô chú rồi mẫn bơi đi về. Cá tép. Ui da. Rồi xong. Ai nói chung là hôm nay Mẫn bội thua cá nha cô chú. Ếch. Ếch thì Mẫn được nguyên một chùm ếch luôn. Nguyên một chùm ếch 4 con luôn. Cá thì chùa. Đây. Thì cá lòng tông cũng nhiều ha. Ua nè. Cá lòng tông cũng nhiều. Thêm hai con cá lông kiến bự nữa. Nói chung là quá chừng im luôn. Trời ơi, coi nè. Xè ra. Xè ra quá trời đã luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Tự nhiên nó đau bụng xuống luôn rồi.